mũi cao như Tây, được nhiều chàng trai theo đuổi. Những bức hình chụp nữ sinh lớp 12 với chiếc mũi cao, giống Tây khiến dân mạng tuyệt hảo ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô nàng khéo léo đăng kèm tấm ảnh hồi nhỏ đen đúa, càng làm nổi bật vẻ đẹp của hiện tại. Các đường nét trên gương mặt rõ rệt hơn và làn da cũng được cải thiện đáng kể. Cô gamer thủ đã xinh lên rất nhiều xin lắm luôn, làm sao có cái mũi cao thế ga mơ thủ ơi. Gót nhiên miễn chê, tìm info nhanh còn kịp. Là những bình luận dành cho cô ga mơ thủ. Được biết nữ sinh trong ảnh là Nguyễn Thị Thủy, học sinh lớp 12 tại một trường trung học phổ thông ở Bình Phước. Chia sẻ về quá trình đổi mới ngoại hình, Thủy cho hay. Hồi nhỏ, da em đen, đến khi dậy thì thì sáng sủa hơn, cũng gọi là trắng so với mức da của người Việt thôi mặc em Veline không bao giờ mập được nhưng bắp chân khá to. Từ nhỏ đến lớn, người em lúc nào cũng tròn tròn, đến khi dậy thì thì dòng một phát triển rõ rệt nhất, đến bây trừ số đo đã là 90 rồi. Cũng giống như bao cô gái khác, nữ sinh cũng ngại mập nhưng không ăn kiêng mà thay vào đó là chăm chỉ tập các bài thể dục theo chỉ dẫn trên mạng em ăn hoàn toàn ba bữa, không bỏ bữa nào, ăn no vào buổi sáng để có thể học trong năm tiết. Buổi tối có thể ăn ít đi. Vì đang trong quá trình trưởng thành nên em không nhịn ăn gì ngại bị mệt mỏi và đau dạ dày, mười chia sẻ. Xinh xắn và dễ yêu mến nên Thủy cũng có khá nhiều người theo đuổi. Tuy vậy, cô nàng bật mí đã có game mơ thủ trai. Sinh ra không có bố, trầm cảm nhiều năm. Nếu chỉ nhìn những hình ảnh đẹp tươi và xem trang cá nhân của Thủy, có lẽ nhiều người không thể ngờ nữ sinh lại có hoàn cảnh thiệt thòi đến vậy. Bố đi lấy hậu phi khác, để hai mẹ con Thủy chịu điều tiếng của xã hội, đến mức phải xa quê đến tỉnh lạ với đôi bàn tay trắng. Một mình mẹ Thủy nuôi con không lớn, đứng ra bảo vệ con nhưng âm thầm chịu đựng mọi nỗi giấc giả, bệnh tật. Không biết bao nhiêu lần, cô gái bật khóc khi đọc được những dòng tâm sự của mẹ trong nhật ký tuổi thơ không có bố đã là một nỗi buồn không vui, nữ sinh còn phải đến lớp hàng ngày trong sự bất an. Em bị trầm cảm 3 triệu 4 năm nay rồi, đã có lần phải tìm đến bác sĩ. Mới hôm qua, bạn bè trên lớp dựng lên những câu chuyện không có về mình, từ chuyện tình cảm đến cách sống. Em cũng không hiểu nữa, dù bản thân luôn cố gắng giúp sức mọi người. Đáng buồn là tình trạng này năm nào cũng có, thủy tâm sự nữ sinh luôn cố gắng giữ tinh thần thoải mái nhưng ít kết game thủ, bên ngoài tỏ ra vui lòng nhưng cứ về nhà là muốn giam cầm mình trong phòng. Mỗi lúc thai giọng hay bế tắc, Thủy lại phụ thuộc mẹ để được giải tỏa tâm lý và có thêm động lực. Cô ga thủ nhắc đến mẹ trong mọi câu chuyện, cả vui, cả buồn. Với em, mẹ là người quan trọng nhất, là người nâng đỡ mỗi lúc em vụt té và luôn luôn ủng hộ những việc em làm, Thủy nói con cảm ơn mẹ rất nhiều vì đã cho con sống trong tình yêu yêu mến vô bờ bến. Con cũng yêu mến mẹ rất nhiều. Mười nhân đây gửi lời cảm ơn đến mẹ. Để đỡ đần mẹ, Thủy tập thành ngại doanh và có bước đầu khá thuận lợi. Đầu tiên em bán ốp điện thoại, rồi bán quần áo và dành dụng dần dần. Đến giờ em đã mua được ba chỉ vàng và tự nhủ phải cố gắng tự lập hơn nữa để mẹ đỡ vất vả. Dù là học sinh cuối cấp, việc học tập căng thẳng và áp lực hơn nhiều nhưng cô gamer thủ vẫn sắp xếp thời gian để bán và đi giao hàng đều đặn. Cuộc sống hiện tại của người có thêm gamer thủ trai là chỗ dựa tinh thần. Giới thủy, gamer thủ trai là người hiểu tâm lý và yêu yêu mến cô chân thành. Chia sẻ về ý muốn tương lai, nữ sinh cho hay sẽ không thi đại học mà muốn theo đuổi đam mê chụp ảnh. Một số hình ảnh đời toàn của nữ sinh,